Thì các chị nhanh tay để lại số điện thoại cho em là VIP 9 trắng hoặc VIP 9 vàng kèm số điện thoại nhá. Đây là một chiếc đồng hồ vừa làm lắc tay này. Bên em đang bán ở cửa hàng là hơn 500 nghìn một chiếc, hàng phun đá nhá. Bây giờ em giảm trong livestream này cho mình với giá chỉ còn 250 nghìn một chiếc và miễn phí giao hàng. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là VIP 9 trắng hoặc VIP 9 hoặc là VIP 9 vàng kèm số điện thoại các chị nhá. Đây các chị xem kỹ hộ em này, mặt của nó là mặt size 20, hàng phun đá này, dây kim loại này, máy của nó chạy bằng pin nhá, pin Nhật luôn nên là các chị yên tâm là 3 năm mình phải thay pin một lần. Đấy, và chống nước, chống xước tuyệt đối cho mình. Chống nước nên là mình yên tâm là đi nắng đi mưa thoải mái các chị nhá. 250.000 miễn phí ship, em sẽ cho mình xem kỹ từng màu một nhá. Đây, các chị xem kỹ này, đây là có chốt này, chốt này mình có thể tháo theo chiều tay to nhỏ, nghĩa là to tay to mình tháo bớt ra, tay nhỏ mình tháo bớt ra nhá. Tay đo vẫn đeo được ạ, 70 cân mình vẫn đeo được nhá. Rồi đầu tiên sẽ là VIP 9 màu trắng, các chị xem này. Màu trắng đeo rất là sang luôn các chị nhá. Đấy, đeo cực kỳ là sang. 250.000 một chiếc và miễn phí giao hàng, hàng phun đá. Đấy, chị nào lấy mẫu VIP 9 màu trắng này thì để lại số điện thoại cho em. Khi các chị nhận đồng hồ, các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và tháo cái chốt này ra để cho đồng hồ chạy các chị nhá. Đấy, các chị xem một chiếc đồng hồ phun đá này. Quá đẹp luôn, màu trắng này sang lắm ạ. Đeo màu trắng này cực kỳ là sang luôn. 250.000 miễn phí ship nhá. Đây các chị đeo vào tay sẽ như em đây ạ. Đấy, chị nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho em là VIP 9 trắng kèm số điện thoại. Và tiếp theo đây là VIP 9 màu vàng này. Đấy các chị nhìn kỹ này. Đấy, mặt size 20 này. Quá đẹp luôn, vừa làm đồng hồ vừa làm một chiếc lắc tay nhá. 250.000 miễn phí ship, chị nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Đây ạ, chị nào thích màu vàng thì để lại số điện thoại cho em là VIP 9 vàng nhá. Đeo vừa trẻ vừa đẹp vừa sang này. Chốt này. Đấy, có chị có thể tháo theo chiều tay to nhỏ nhá, chống nước ba item cho mình nên là yên tâm là đi nắng đi mưa thoải mái cho em, tắm giặt thoải mái nhá. 250.000 miễn phí ship ạ. Chị nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho em. Hàng thứ nhất này, máy của nó là máy chạy bằng pin nhưng là pin Nhật nên là có chị 3 năm mới phải thay một lần. Thứ hai, mặt của nó là mặt size 20, chống nước chống xước cho mình nhá. 250.000 miễn phí ship, có hai màu ạ. Đây, chị nào thích màu nào thì các chị để lại số điện thoại cho em kèm màu. Đấy, cái nào rất là sáng, rất là đẹp luôn. VIP 9 màu trắng kèm số điện thoại hoặc là VIP 9 màu vàng kèm số điện thoại cho em, đeo lên tay sẽ như này ạ. 250.000 một chiếc miễn phí giao hàng cho các chị luôn nhá. Chị nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho em là VIP 9 kèm màu kèm số điện thoại. Đấy, được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em, kèm theo một thẻ bảo hành ạ. Mình có thể sẽ nhận được một thẻ báo hành 1-1 trong vòng 1 năm nếu đồng hồ bên em bị lỗi. Và báo hành cho mình trọn đời dây kim loại không phai, không đen, không ngứa các chị nha. Rồi chị nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho em là VIP 9 màu trắng hoặc là chip VIP 9 màu vàng kèm số điện thoại. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện lại lên đơn nhất cho mình các chị nhé.